này thiện hiện vì ngã vô sở hữu nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì ngã vô sở hữu nên tất cả pháp môn đà la ni vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh, Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam Ma địa thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên tất cả pháp môn Tam Ma địa vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên quả dự lưu thanh tịnh, Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả dự lưu thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả dự lưu là không là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán là không là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả vị độc giác là không là rốt ráo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh đại bồ tát thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh đại bồ tát thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của tất cả hạnh đại bồ tát là không là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là không là rốt giáo thanh tịnh